thẳng luôn này, tất cả xe buýt tới nơi rồi. À, nó bây giờ bọn mình về đấy, lên xe về. Yeah, em vẫy đi, xe buýt ở đây là phải vẫy mới được đi nha. Lên lên lên, em lấy vé đây. Đến bến xe công viên 23 tháng 9, bác vui lòng lên bằng cửa trước, bỏ tiền mượn vé tận vào thùng và tự xé vé. Xuống xe quý khách vui lòng xuống bằng cửa sau. Cái trạm đỗ xe của có gần đấy không anh? Dạ. Cái trạm đỗ xe là chỗ rẽ vào đấy có gần đấy không? Dạ, gần. Bến gần đấy hả? Dạ, gần. À, rồi. Bây giờ cháu chưa tới rồi. Ừ. Bây giờ bà chưa. À. Sắp đến trạm ngã ba Rồng, quý khách có nhu cầu xuống xe vui lòng thông báo và bước ra cửa. Rồi, có gọi luôn hả? Quý khách nạc không? Dạ. Nạc gì mới á? Dạ. Nạc nhạc đâu đây? Rồi. Thôi xé tiền ăn chưa rồi? Không, mấy ai chịu rồi đấy. Ok. 9:30 em ạ. Về nhà là 10 giờ. Vừa. 10. Bắt đầu đi từ Xuân Thế Thượng về Lê Văn Sĩ. Chú quay gì? Chú quay phim gì? Cái này là cái camera mini. Đi du lịch thì chỗ nào hay là mới lạ đó thì mình lấy hình ảnh, lấy cái hình ảnh, quay camera và chụp ảnh luôn. Đó. À, được quay hả? Vâng. À rồi. Bác tài xế đẹp trai quá. Trông như là diễn viên Quang Thắng. Quang Thắng. Đúng rồi. Quang Thắng Sài Gòn. Ồ. Cái này quay coi hả? Quay có lưu được không? Cái này quay lưu chưa? Cái này lưu được nhiều lắm. Theo xong rồi mình có thể cho lên mạng, còn mình chế thì mình chế thành phim nữa. Mình chế thành phim. Có. Đi nước ngoài đó. Đó là mấy câu ha, tài xế giống kẹt quá. À. Xe này do tài Lê Quốc Việt lái xe. Đấy. Công ty bus Sài Gòn bus. Bác tài này hệt như là diễn viên Quang Thắng. Nhà bọn mình đang đi từ chỗ Bình Chánh. Ừ. Có Hà Nội không? Huyện Bình Chánh. Thế Hà. Đống Đa, phải nói quận Đống Đa thì mới biết. Thái Hà thì có nhiều phố lắm. Đúng rồi. Thái Hà nó gần cái sinh nhật thuốc lá Thăng Long đó. Ừ. Thì nó sẽ đi qua hai cái quận huyện lớn, cho huyện Bình Chánh, quận Bình Tân. Có những cái khu công nghiệp rất là lớn. Mẹ tóc vô đây quen rồi, quen chụp cái cho ngon, quen chụp cái. Chưa. Thế này thì quá. Chưa, để tóc vô đây quen chụp cái, chụp nó chạy á. À, chụp nó chạy có đường á? Chưa này. Lúc nào rồi, đến chỗ bắt tay lái. Rồi, dứt. Đâu? Thế là hàng ngày tập gym hả? Tập hình thể hả? Tập thể hình. Chuột này, chuột nhanh. Hiểu à? Thấy rồi. Sợ đấy. Rồi, xem cái này có lên không nhá? Không. Không lên hả? Không lên. Chết. Nó sao nó lên được? Điều khiển nó. Tập nó hả? Bắt chỗ ra. Cái đùi nó có lên chuột. Chắc là theo một cái môn phái nào rồi. Theo một cái môn phái nào thì nó mới làm được. Ông đi tập. Ông ơi, phải tập một cái môn phái. Tự Lý Đức á.
gắn nó nè, gắn bao 32 cái ơ răng mà chạy thì nó dụng hết hết à. Quá dữ luôn đấy. Hey, này người đỡ tiếng luôn đấy. Rau sạch cho em này, trồng rau ơi đấy, rau trong nhà lưới. Ô, đây rất nhiều vườn rau nhà lưới nhá. Này là đấy, nó đọc đi. Trần Duy Tuấn. Đó, đội xe buýt. Lái xe. Tiếng bảy bốn chục đơn tăng cường qua đây phục vụ cho hành khách chúng ta. Dễ, thoải mát, dễ chịu. Tăng cường. Đẹp trai, vui vẻ. Áo đúng. Nhiều tay vặt. Có biết làm chuột chạy ở hai cánh tay ở đùi và móng bàn tay móng. Thường xuyên đi làm móng. Chuột. Lông lá đầy người. Lông lá tay dâu. Dâu. Đặc biệt có Đông Dũng nữa. Lê Quốc Tuấn. Cứ gõ đúng cái năm trước này, xong đến tháng này, xong đến ngày này, xong Lê Quốc Tuấn này nhá. Trần Duy Tuấn là nó sẽ gặp thấy cái hình ảnh ở trên đó. Mình đang đi trên tuyến xe buýt 28 nha, do đội trưởng của tuyến 71 Trần Duy Tuấn được điều tăng cường sang lái cái xe này. Và các bạn chú ý lắng nghe nhé, cái nhạc chế như có bác trong Người Vui Đại Thắng. Cấp 6, xã Vĩnh Lộc. Trường tiểu học Vĩnh Lộc A. Máy gọn quá, chú. Vâng, nó mini. Nó công nghệ cao đấy. Quá gọn. Đúng rồi.